Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine phóng hỏa lực tấn công sâu hơn 1.000 km vào lãnh thổ của Nga. Tình báo Ukraine tuyên bố tấn công vào các cơ sở sản xuất của quân đội Nga ở Tatarstan bằng máy bay không người lái. Kiev Post dẫn các nguồn tin tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công một số cơ sở sản xuất thiết bị quân sự ở Tatarstan, Nga, khu vực cách biên giới hơn 1.000 km vào chiều ngày 23 tháng 5. Nguồn tin của HUR cho biết các máy bay không người lái tấn công đã được phóng tới Kazan và Ninekams, nơi nhiều công ty khác nhau sản xuất các trang thiết bị cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Truyền thông địa phương đưa tin các nhân viên đang được sơ tán khỏi các nhà máy bao gồm nhà máy nhiệt điện Nizhneyskam và Ninekams Carbon và một số các địa điểm khác. Hồi tháng 4, tình báo Ukraine tuyên bố các UAV nước này đã tấn công nhà máy chế tạo máy bay Gorbunov ở Kazan, thủ phủ vùng Tatarstan. Nhà máy này chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa và máy bay chuyển dụng, trong đó có các máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Nhà máy cách Moscow gần 700 km và cách biên giới Ukraine hơn 1.200 km. Giờ đây trong bối cảnh thiếu hệ thống phòng không, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ của Nga nhằm đến các mục tiêu bao gồm cả quân sự và kinh tế như căn cứ quân sự, nhà máy lọc dầu. Đây được cho là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm gián đoạn nguồn tiếp tế của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt, làm suy yếu huyết mạch kinh tế của Nga, đánh vào tâm lý của Moscow. Ngoài ra, chiến thuật này của Kiev có thể nhằm khiến cho Nga chuyển trọng tâm tấn công Ukraine để lui về phòng thủ trong nước trong bối cảnh Ukraine thiếu nghiêm trọng hệ thống phòng không. Trong hơn 2 năm diễn ra xung đột, Ukraine không ngừng đẩy mạnh phát triển UAV. UAV tầm xa được xem là giải pháp bù đắp cho việc Kiev thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin cho biết UAV do Ukraine sản xuất có thể bay quãng đường là 1.250 km. Báo Bild của Đức đưa tin Ukraine đang phát triển máy bay không người lái mới có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Với tầm bắn từ 2.500 km đến 3.000 km, UAV có thể tấn công các mục tiêu quân sự ngoài vùng lãnh thổ Ural. Trong một diễn biến khác, Thống đốc khu vực Crimea, ông Sergei Aksionov, tối 23 tháng 5 thông báo, ít nhất 2 thường dân Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Crimea. Khoảng 20 vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực lân cận Simferopol vào khoảng 22 giờ 30 giờ địa phương. Cuộc tấn công dường như được bom chùm được phóng từ hệ thống ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp. Thống đốc nói thêm rằng một cơ sở thương mại gần thành phố Alusha đã bị tấn công và nhân viên cấp cứu đã được triển khai đến hiện trường. Crimea, bán đảo sát nhập với Nga năm 2014, thường xuyên trở thành mục tiêu trong trận tập kích của Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại vùng đất lãnh thổ này, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Moscow. Kịch cảnh của binh sĩ Ukraine tại trào lửa Kharkov. Lực lượng Ukraine tại làng Lipsy ở tỉnh Kharkov bị Nga tập kích không ngừng bằng đạn pháo, drone và bom, khiến tất cả mọi thứ bốc cháy. Có một số khu vực mà Ukraine không thể để mất ở tỉnh Kharkov và làng Lipsy, địa điểm cách biên giới với Nga khoảng 10 km. Và một trong số đó. Tuy nhiên, tình thế của lực lượng phòng thủ ở ngôi làng hiện giống như là chỉ mảnh treo chuông. Khi các phóng viên CNN đặt chân tới Lipsy vào buổi tối, đường phố tại đây đang rực lửa sau một trận không kích ngay trước đó của Nga. Buổi đêm cũng là khoảng thời gian duy nhất mà lực lượng Ukraine không bị đối phương tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone. Chỉ vài giờ trước, họ đã bị đối phương dùng khí tài này tập kích tới 8 lần. Dù vậy, các thành viên của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Khatia số 13 Ukraine, đơn vị phòng thủ tại làng Lipsy vẫn phải cố gắng bám trụ vì rủi ro của việc đánh mất ngôi làng là quá lớn. Nếu lực lượng Kiev rút khỏi làng Lipsy, thủ phủ Kharkov, nơi cách đó khoảng 20 phút di chuyển bằng đường bộ, sẽ nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Ở dưới bong kê, Oleksandr, chỉ huy của lữ đoàn, quan sát hình ảnh do drone trinh sát gửi về. Mọi người có thể tự mình thấy mọi thứ đang bốc cháy như thế nào. Đêm nào cũng như vậy cả, anh nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 22 tháng 5. Đơn vị của Oleksandr là một trong những lực lượng Ukraine đầu tiên được triển khai để ứng phó khi Nga phát động chiến dịch mới tại tỉnh Kharkov cách đây gần 2 tuần. Anh cho biết họ đang phải đối đầu với các binh sĩ chuyên nghiệp và được huấn luyện rất bài bản. Có thể thấy rõ điều đó bằng cách nhìn vào trang thiết bị và chiến thuật của họ, Oleksandr cho hay họ đã lựa chọn kỹ nhân lực tham gia chiến dịch lần này. Khi được hỏi lực lượng Ukraine đã xây dựng những công sự nào trước khi Nga mở cuộc tấn công bất ngờ, viên chỉ huy nhìn xa xăm. Không có gì được chuẩn bị trước cả, tất cả cứ điểm ở đây đều được bộ binh xây bằng tay cả, anh nói. Ở bên ngoài, màn đêm tiếp tục rung chuyển bởi những vụ nổ do các cuộc tập kích của Nga gây ra. Chỉ 3 tuần trước, người dân tại đây vẫn đang sống yên bình và cùng nhau tái thiết ngôi làng. Mọi thứ đều ổn. Oleksandr, giờ thì hầu hết các ngôi nhà đã bị phá hủy. Khi các phóng viên CNN rời đi, họ nghe thấy âm nhạc đặc trưng của một drone đang bay ngay gần đó. Dù vậy, binh sĩ hộ tống nhóm phóng viên vẫn tỏ ra bình tĩnh và không dục mọi người bỏ chạy. Khi được hỏi có phải drone Ukraine hay không, người lính này nói, tôi biết thế quái nào được, rồi xịt một hơi xì gà. Anh có vẻ đã quá quen với các tình huống như thế này. Xung quanh thành phố Kharkov, nơi có khoảng 1 triệu người sinh sống, lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ nhiều hướng của đối phương.
Các binh sĩ Ukraine bị đặt trong tình thế hết sức hiểm nghèo, đôi khi phải dựa vào những khẩu pháo đời cũ và số lượng ít ỏi để chống lại quân đội Nga được trang bị tốt hơn nhiều. Nhờ sở hữu lượng lớn drone, lực lượng của Moscow có thể chặn đứng ngay cả hoạt động quân sự cơ bản nhất của phía Ukraine. Các thành viên lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine đã tịch thu một khẩu pháo từ Nga trong những ngày đầu xung đột. Khí tài này giờ được sử dụng để khai hỏa đạn cối do Pháp sản xuất nhằm vào chính lực lượng Nga. Khẩu pháo được phủ dưới lớp thép che một phần nhằm bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công bằng drone. Dù vậy, đơn vị vẫn phải rút lui vào bong ke khi phát hiện một drone trinh sát bay ở phía trên. Một đơn vị Ukraine khác thì sử dụng một khẩu pháo Liên Xô sản xuất từ những năm 1940. Khí tài này được giấu bên trong bụi cây rậm rạp, phần kim loại đã bị rỉ sét nhiều chỗ khiến nó không thể khai hỏa thường xuyên như trước. Atun, chỉ huy của đơn vị cho biết họ đang sử dụng loại đạn mới do Ba Lan sản xuất. Song, khẩu pháo hiện chỉ có thể khai hỏa 10 lần một ngày thay vì 100 như mùa thu năm ngoái. Atun thừa nhận drone Nga là vấn đề rất lớn với lực lượng Ukraine. Mảnh đạn trong cơ thể luôn nhắc nhở tôi điều này, viên chỉ huy nói, đề cập tới các mảnh vỡ của máy bay không người lái UAV Lancet đang mắc kẹt trong bụng và tay của anh vì quân y không thể mổ lấy chúng ra. Dù vậy, có một vài cách giúp chúng tôi chống lại drone. Một trong số đó phát huy ngay tác dụng khi chiếc máy quét tần số giá 30 đô la Mỹ của anh mang theo người phát tín hiệu cảnh báo Atun bằng một UAV trinh sát dòng Alan của đối phương đang đến gần. Viên chỉ huy vội chạy vào trong hầm trú ẩn, nhìn lên bầu trời và thấy chiếc UAV bay qua. Đơn vị của Atun có thành phần đa dạng. Một số người giống như anh là lính bộ binh bị thương được giao nhiệm vụ vận hành các khẩu pháo ở xa tiền tuyến thay vì tham gia các mũi xung kích. Số khác thì đã lớn tuổi, có người chưa chạm vào khẩu pháo bao giờ trước khi gia nhập đơn vị. Hình ảnh này phản ánh rõ nét các thách thức về mặt nhân lực mà Ukraine đang phải đối mặt ở năm thứ 3 của cuộc xung đột. Nhiều đơn vị của họ đang được thành lập một cách chấp vá do Kiev không đủ nhân lực bổ sung và thời gian để đào tạo các tân binh trước tổn thất ngày càng tăng trên tiền tuyến. Trong gần 2 năm, người dân thành phố Kharkov tưởng rằng mối đe dọa từ quốc gia láng giềng đã biến mất sau khi lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine hồi tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, tỉnh Kharkov được lực lượng Ukraine sử dụng làm điểm khai hỏa các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ đối phương thay vì trở thành tiền tuyến giao tranh giữa hai bên như mặt trận phía đông. Dù vậy, khu vực này vẫn tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích từ xa của Moscow, khiến người dân thành phố nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm bởi các tiếng nổ. Mối đe dọa giờ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết trong bối cảnh pháo binh Nga đang ngày một tiến gần tới thủ phủ Kharkov. Ukraine rút gọn công thức hòa bình với Nga. Ukraine được cho là đã rút gọn công thức hòa bình từ 10 điểm xuống còn 3 điểm do lo ngại hội nghị hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ có thể thất bại. Trang tin Delovaya Stolitsa của Ukraine ngày 21 tháng 5 dẫn nguồn thảo tin nói rằng chính phủ Ukraine đã phải rút gọn cái gọi là công thức hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra từ 10 điểm xuống còn 3 điểm. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Reuters, ông Zelensky cho biết ông dự định tập trung vào an ninh lương thực và hạt nhân cũng như các vấn đề nhân đạo như trao đổi tù nhân trong hội nghị hòa bình sắp tới tại Thụy Sĩ. Theo Delovaya Stolitsa, hy vọng của Kiev về sự kiện này đã trở nên kém lạc quan hơn nhiều. Tổng thống Zelensky dự định không thảo luận gì ngoài công thức hòa bình của riêng ông tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng các nhà tổ chức đã quyết định rằng tất cả những người tham gia nên có cơ hội đưa ra những thay đổi trong tài liệu cuối cùng. Điều này được cho là nhằm thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo nước Nam bán cầu, bởi sự vắng mặt của họ sẽ khiến hội nghị thượng đỉnh trở nên vô ích. Do vậy, báo Delovaya Stolitsa nhận định chính phủ Ukraine đang phải đối mặt với hai diễn biến bất lợi: hoặc các nhà lãnh đạo Nam bán cầu sẽ không dự hội nghị, hoặc hội nghị sẽ dẫn đến một tài liệu cuối cùng ít có lợi hơn đối với Kiev. Vì vậy, chính quyền của ông Zelensky buộc phải đưa ra quyết định rút gọn công thức hòa bình xuống còn 3 lĩnh vực ít tranh cãi nhất giữa những người tham gia. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sẽ diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Bukenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nhấn mạnh hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga và tiến trình hòa bình. Thụy Sĩ đã gửi lời mời tham dự tới hơn 100 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ dự hội nghị, tuy nhiên Nga chưa được mời ở giai đoạn này. Giới chức Nga trước đó tuyên bố họ sẽ không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ, quốc gia mà họ cho là đã từ bỏ sự trung lập và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin nêu rõ, bất cứ đàm phán nào về cuộc xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Nga sẽ không có kết quả. Mặt khác, Moscow khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, song mọi đàm phán phải tính đến lợi ích an ninh của Nga cũng như dựa trên thực tế mới về mặt lãnh thổ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây cho biết Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập kịp thời một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các sự lựa chọn. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 3 nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hãng tin ABC News dẫn lời chỉ huy lữ đoàn lực lượng vũ trang số 57 của Ukraine, đại tá Alexander Balukin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng Kiev có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ để chấm dứt xung đột ở Nga. Theo ông Balukin, cuộc xung đột hiện tại sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán hòa bình và một thỏa thuận hòa bình sau đó như bất cứ cuộc xung đột nào khác.
Ông Malukin dường như sẵn sàng chấp nhận kịch bản Ukraine phải đồng ý nhượng bộ về mặt lãnh thổ như Phần Lan đã làm trong thời kỳ Liên Xô. Ông Malukin nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình ở tiền tuyến, nhưng quân đội Nga liên tục đạt được thành công ở khu vực Kharkov. Chỉ huy này thừa nhận tình hình của lực lượng Ukraine vẫn khá khó khăn vì giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi viện trợ quân sự của Mỹ vẫn chưa được chuyển giao.